chào các bạn. Hôm nay mình cùng xem chiếc ghe khổng lồ 3.500 tấn nha các bạn. Các bạn xem cái mũi ghe nó gần ngang với cột lồng đèn, gần ngang với bình hạ thế với bên kia nè. Rất là khổng lồ. Xíu nữa thì nó hạ thủy thì mình sẽ quay cái cảnh hạ thủy cho các bạn xem. Đó, bây giờ thì mình khám phá vòng vòng, mình quay vòng vòng cho các bạn xem nha. Đây, để mình đi dài ra làm sao. Chiếc ghe này là bề ngang là 14m và bề dài 80m nha các bạn. Rất là khổng lồ. Nào giờ mình cũng mới thấy cái chiếc ghe là bự khổng lồ như thế này luôn á. Bề ngang là 14m và bề dài 80m. Đây đặt phao hết trơn nè các bạn. Ở đằng sau thì để mình ra đằng sau mình quay cái trứng vịt nữa cho các bạn xem. Nó dùng tới hai con máy nè các bạn. Cái chiều tâm hạ của nó là tới mười mấy mét đó các bạn. Đây, mình nghe chú kể về đóng lịch sử đóng là đóng tàu của chú các bạn. Chú này là chú trời ông ơi, ông có khả năng ông mà mua mấy cái lóng cây này tôi không, nó bán tôi mua. Dạ. Đó cũng nghèo khổ lắm, cũng đi làm mướn làm thuê không mà. Nó nói rằng là nó không, chú không thể nào khả năng của chú không đóng nổi hết chú ha. Nó khi giải gần như vậy. Là bắt đầu là như là chú từ đó là chú đi lên luôn hả chú? Dạ. Chiếc này là 13 chiếc rồi đó. Dạ. Chú đóng chiếc mười mấy 20 tỷ này là 13 chiếc rồi đó hả chú ha. Dạ. Dạ. Bởi vì nhìn bác bình dân quá, thành ra là tụi con cũng không nghĩ rằng là chú đóng mà nhiều như vậy, mà mỗi chiếc là nó khủng như vậy luôn. Từ hồi nhỏ từ ngày tới có anh mà mỗi mình sống như sao về bình dân rồi về muốn sợ quá trình. Dạ. Bác cũng là từ một cái người cực khổ đi lên. Tôi cũng bây giờ không hạn giàu, nhà tôi là cứu vợ, tôi có hai chết để mình cũng bạn hai cho tiền để mình nhà thương, có xe từ thiện. Dạ. Mấy tháng giàu á. Dạ. Với tiền. Đợt bệnh vừa rồi là chú tại giống như là mình giúp người dân của mình nha. Là mấy chục tấn gạo đó ha. Rồi cái đó nó nghỉ bán đó. Dạ. Dạ. Không ai dạ. Dạ. Ăn thì đâu có ăn gì đâu, rau luộc ăn cũng sống rồi. Dạ. Thì khả năng mình thì trên cái hậu này nó hết sức là mỹ miều, là nó không có gì mà nó bằng lấy đồng tiền mà là tạo quá con người được, mà phải lấy cái đức sống, phải có cái đức hạnh mới được. Chứ mình nói mình giàu thì dòm lên nhưng mình không bằng ai, lương học pháp bãi sa mạc thôi, mà cái đức thì mình tạo càng đức, có đức càng nhiều là càng tốt. Tiền thì tiền tài thì vô vi nghĩa, mình không có làm có nghĩa thì không được. Xem á, bác biết không, ở trên mạng người ta rất là hiếu kỳ, người ta rất là muốn coi chiếc tàu hạ thủy thế nào, bên trong nội thất nó ra sao, nó gắn động cơ gì, phiên dịch ra sao,
phải hồi nãy chú lên đây cho chú quay hết cho làm con coi cho. Hôm qua con á trời ơi, hôm qua tôi xuống, tôi mới xuống ở trên nhà mới xuống nữa chứ mà chú ngày hôm qua là chú quay đi. Điều chưa con? Phải đứng mà dòm dòm không? Sao gọi phải không? Mình xin nói sơ cho các bạn được biết đó là cái toàn cái chất liệu trên toàn cái xà lan này đó các bạn là hơn 600 tấn thép đó các bạn. Đây các bạn, mình quay chân dịch và cái bộ phận ở đằng sau cho các bạn xem nữa các bạn. Chân dịch này là 2m9 nữa các bạn. Nha các bạn, là hạ thủy đã hoàn thành đấy các bạn. À, giờ mấy anh tháo những cái tờ ra đó các bạn. À, tháo bên đó một cái rồi giờ tháo đây một cái nữa. Rồi rồi còn để đợi cái này gì nào nó xuống hoàn thành rồi cái mới tháo cái này các bạn. Bạn thấy không? Lần đầu tiên mình thấy chiếc ghe mà khổng lồ 3.500 tấn. À, ông chú chủ ghe này chia sẻ cho biết là chạy một tháng vậy đó là được tới 500 triệu vậy các bạn. Chạy một tháng là 500 triệu một tháng. Bây giờ tháo cái tờ ra. Các bạn, hai người cái con dây cực khổ luôn đây các bạn, con dây quá bự. Đó, ba người là cái con dây sạch khối an luôn các bạn ơi, quá dữ con dây bự. Anh kia anh chồng con dây vô từng khổ anh lưng thiệt. Vậy cái neo này tuy nhỏ nhưng mà nó là 1160 kg các bạn. À, ông chủ ghe cho biết là cái neo này là 30 mấy triệu các bạn. À, các bạn thấy chưa, kéo xà lan không à, kéo cái xà lan không mà hơn 10 người kéo mà. Có tới 2 cọng dây các bạn. Mấy ảnh kéo cọng dây kia rồi cái đầu là sang qua kéo cọng dây này. Xen kẽ với nhau. Quá wow, thế xà lan bự các bạn. Qua đây nè, qua đây nè. 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 Qua đây nè, qua đây nè.
lên nè. Đâu chậu này nè, đâu chậu đây đi. Đây đây chậu này nó chú chú rồi bà. À, mỗi lần buộc dây xà lan thôi đó các bạn, à, buộc chiếc ghe khổng lồ cùng một cả đó các bạn, dưới kia như xà lan là rất là khó khăn đấy các bạn. Có tới 2 cọng dây căng vô. Bây giờ thêm cọng. Có tới 2 cọng dây nha các bạn, do đó nên mấy anh xen kẽ nhau, kéo cọng dây này vô thì buộc cọng dây kia giữ lại đó. Kéo cọng này để giữ cọng kia đó, giờ cái máy kia nó vẫn tiếp kéo vô nè, cái cần cẩu đây nè, nó kéo vô nè các bạn, kéo cái này đang siết cọng dây kia, kéo cọng dây kia thì siết cọng dây này đó, bạn thấy không?